Bữa nay ra hít thở khí trời nó khỏe gì đâu, mấy bữa đi không được phát mệt à. Chị Quỳnh ơi. Chị Quỳnh. Chị Quỳnh. Ủa hai đứa. Chị Quỳnh ơi. Ngương đâu mà sao nó để gì ra đi ngồi vậy? Ủa ai đánh con mà con khóc vậy? Dạ dạ không. Ngương đâu mà nữa. Gì để con. Ngương nó đâu rồi mà nó để gì ngồi đây một mình? Hồi nãy bác sĩ gọi nó, nói có chuyện gì rất là quan trọng, cho nên nó nhờ thằng Đăng chở nó đi gặp bác sĩ rồi. Ôi, bác sĩ gặp con Ngương chuyện quan trọng luôn mà phải đi gấp. Dì Quỳnh, hả? Sao mà không vô nhà ngồi đi ra ngoài đây làm chi mà? Mấy đứa ơi, mấy đứa không hiểu đâu. Ta nói nằm bữa giờ cả tuần nay rồi không đi đâu được á, nó tù túng quá. Bữa nay cái tự nhiên cái gì thấy khỏe khỏe, cái gì mới lết ra ngoài này, đi cũng càng nhắc chứ không có được đi thẳng được. Rồi xong cái lát khỏe hít thở bầu không khí trời rồi gì lết vô nằm. Khí trời luôn rồi. Chắc là xong rồi. Hai đứa ơi, xong gì ạ? À, dạ, dì khỏe rồi á, có nghĩa là dì xong rồi, dì khỏe người lại khỏe, rồi. Thấy khỏe ré à? Dạ. Ủa. Mà bữa nay con không bán hả? Dạ buôn bán gì dì ơi. Hôm bữa là con nghe tin á là dì bệnh, còn tính qua tâm mà con nghỉ 1-2 ngày hết thôi. Ai về đâu một tuần lễ mà dì vẫn chưa hết nên con lo. Con mới kêu ai gặp vợ chồng Dũng với Sương rủ qua đây thăm dì. Sao con muốn khóc nữa vậy? Dạ con rủ qua đây thăm dì. Dì Quỳnh cũng thông cảm nha. Bên vợ bệnh á, má vợ con cũng bệnh không. Trời. Biết sao giờ mà bệnh quá trời dì Quỳnh ơi. Nó cũng sợ rồi má vợ bệnh nên qua chăm sóc. Nên có mình con qua thăm dì Quỳnh để sợ dì Quỳnh. Trời ơi thiệt. Có bệnh như vậy thì mới biết tình làng nghĩa xóm. Dạ. Thấy cảm động quá. Dạ. Coi như dì cũng mãn nguyện rồi. Dì ơi đừng có mãn nguyện. Không mãn nguyện là thấy tình làng nghĩa xóm thương mình nhưng mình mãn nguyện. Dạ. Mà hai đứa bữa nay thấy lạ lắm nha. Kỳ kỳ khác hẳn luôn á. Không nhận ra nữa. Thấy đường hết thấy mình luôn. Không phải. Không còn nhận ra những người quen. Trời ơi. Mà nè, hai đứa nãy giờ cái to nhỏ cái gì hoài vậy? Nói cho dì nghe coi. Dì. Làm như dì là người chết không còn. Dì ơi, không. Nói. Nói ví dụ gì đó mà. Không, đừng nói chuyện chết trước mặt con bây giờ. Rồi. Bây giờ nè dì. Dì Quỳnh có thèm gì không? Dì thèm cái gì hoặc là dì muốn cái gì dì nói cho tụi con nghe đi. Nói ra mới nói nha, chứ không thôi nhiều khi mình nói măng dục nói giống như là mình chết thèm vậy đó. Đừng có chết thèm. Thì giống như là mình thèm vậy đó. Thèm đủ thứ hết á. Dì thèm cái gì? Bánh xèo. Biết sao bình thường nha, bữa nay là dì mới thú thiệt cái con. Là bình thường mình đi ngang qua nghe cái mùi bánh xèo của con là dì mắc ói á. Dì. Không phải, ăn hoài, ủng hộ con ăn hoài biết ngán. Mà tao nói mấy bữa nằm liệt giường vậy tao nói thèm bánh xèo, thèm chảy nước miếng luôn. Dì tính là một lát nè, dì đi càng nhắc thì lết qua bên con dì ăn chừng chục cái đó. Trời ơi, không dì đừng có vậy. Dì sao con lại khóc? Con lo lắng. Bây giờ vậy nè. Mai sáng con sẽ ra chợ sớm. Con sẽ mua những con tôm tươi nhất, con làm cho dì một cái bánh xèo thật là ngon để cho dì ăn nha. Đợi con. Thôi ăn là ăn phải 5 cái. Ăn mà giống như người sắp chết ăn vậy đó. Cái gì? Không có được nói gì chứ. Ăn giống như là người đói lâu lâu năm vậy đó. Đúng rồi, con làm cho dì 10 cái luôn. Rồi, dạ. Ngoài bánh xèo ra dì cần thích ăn tôm. Tôm hùm nha, tôm hùm mà xuất tiêu nha. Trời ơi. Rồi. Một mình dì giờ ăn dư sức 3 con luôn á. Con lẫn. Trời ơi, giống như người sắp chết cũng ăn vậy đó. Thôi dì Quỳnh vô. Ngày mai tôm tôm hùm qua cho dì Quỳnh luôn. Trời ơi, cảm ơn mấy đứa quá. Ôi sao mấy đứa tốt cái gì ghê vậy đó. Dì cảm động ghê vậy đó. Dạ dì ơi, rồi xong rồi sau đó dì còn muốn làm cái gì, muốn như thế nào nữa dì nói đi, tụi con sẽ hoàn thành tâm nguyện cho dì. Cái gì mà tâm nguyện ghê vậy? Ước mơ của dì. Đừng nói tâm nguyện nha. Dạ. Chỉ có người chết mới nói tâm nguyện. Đừng nói chữ chết được anh trời ơi. Đó, dì Quỳnh nói gì đó. Dì bây giờ dì có một ước mơ nè. Ước mơ này là coi như là
được rồi á gì rất là vui. Dì ước mơ gì được đi. Trời ơi, từ từ dì ơi. Không, dì phải đi, đi gấp. Càng sớm càng tốt. Không, không, từ từ. Dì còn phải ăn bánh xèo nè, ăn tôm. Thì đúng rồi, 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 ăn xong mấy cái đó dì đi. Dì đi đâu? Dì muốn đi, đi xa, thiệt là xa. Trời ơi. Cao, thiệt là cao. Cao, là đi đâu? Dì muốn đi cao là... Dì muốn đi máy bay. Cả đời không có đi máy bay lần nào hết á. Cho nên giờ ước đi là phải đi máy bay. Đó, vậy đó. Dì Quỳnh chơi lớn vậy luôn hả? Đi chơi banh xác luôn á. Ừ, tên cao xuống banh xác. Máy bay giờ cẩu nguyên cái ồn, hay là nguyên cái người mà thả xuống cái banh xác thì trứng lại cái quyền chỗ. Ôi trời ơi. Thôi. Trời sao chết mà đòi hỏi kiểu lạ vậy trời. Vậy? Dạ không không không. Ờ, muốn đi từ trên cao xuống hả gì? Ờ. Đúng rồi, trời ơi, mấy đứa tưởng tượng đi, trời ơi, mình được ở trên cao, giống như mình chuẩn bị mình lên 9 tầng mây xanh vậy đó. Mấy cái người mà hay lên thiên đàng chết rồi đó. Ê, trời ơi, dì muốn cái gì cũng được, có đơn rồi. Bây giờ muốn đi không? Đi máy bay cái gì không? Không, 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 không. Dì đi cũng được, để bây giờ nè, con sẽ, tụi con... Rồi, bây giờ tụi con sẽ kêu gọi mọi người để cùng nhau hùng tiền lại, để cho dì được bay. Không, bay một mình buồn lắm, phải tất cả. Không, không, cái chuyện đó dì đi một mình thôi, tụi con sẽ lo cho dì hết, dì đừng có lo. Dì muốn đi là đi cả sớm cùng đi. Đó, dì ngồi một mình ở trên cái máy bay một ghế, cái mấy đứa ngồi chung quanh dì là vui lắm, mà con lên sớm ngồi chung quanh vui lắm luôn á. Rồi, 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 dì muốn xong được rồi, chốt đơn đi. Chốt vậy đó, dạ. Dạ, 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 dạ. Mẹ. Ủa con? Dạ, mẹ con mới về. Ủa, hai anh chị mới qua chơi hả? Ừ. Mấy đứa này tệ ghê á. Còn có giây phút cuối ta ở nhà với mẹ đi. Đi đâu mà đú đá đú đỡn bên ngoài. Vậy cho nãy giờ nó khóc hoài hả con? Chị sao vậy? Không biết luôn. Em mới đi lên trên chỗ bác sĩ về. Ủa, sao nay anh Dũng đi qua đây có một mình vậy? Chị Sương đâu? Đi qua bác sĩ luôn. Nãy nói rồi đó. Chị Sương á, lo cho má vợ anh bển rồi, cũng bị bệnh bên bển, nên anh qua có một mình. Em thông cảm nha, qua chị buồn với Dương Quỳnh. Nó lạ lắm, hai đứa này hồi nãy hả mà nó tốt lắm nha. Đứa thì mua cho mẹ nè ba con tôm nè, rồi này làm cái dĩa bánh xèo nè, rồi bây giờ muốn đi máy bay á là cũng đòi đi luôn, cho nguyên đám mình đi luôn, là tính là xong nè, xong mà hết bệnh nè là mình đi máy bay á. Hết bệnh cái gì mẹ? Chị đừng có như vậy, nói chung á là nói thiệt tình làng nghĩa xóm nó khóc hoài gì, à gì chết thì tụi con cũng có vui vẻ gì đâu hả? Cái gì? Ai chết? Ủa gì? Tao chết. Dì sắp chết rồi, dì đừng có như vậy. Trời ơi, cái quân ngữ nào nói tôi chết? Tôi chết hồi nào? Chẳng qua tôi nằm ở trong phòng tôi mấy ngày hôm nay, tôi tù túng quá, rồi tôi ra ngoài này tôi thấy mấy người tới thăm tôi cảm động quá, tôi nói chuyện nhỏ nhẹ. Chứ tôi chết hồi nào nghe cái giọng tôi không? Bây giờ tôi ra tôi đứng ngoài đường đó, tôi chửi là ra 10 làng 10 xóm còn nghe được mà. Cái quân ngữ nào nói tôi chết hả? Chỉ đi, chỉ đi cái thứ ác ôn là nó tôi chết, chỉ đi hả? Thôi, ai nói tôi chết vậy hả? Thôi mà mẹ, ai nói mẹ, ai nói mẹ chết? Với lại anh chị biết bao lâu nay rồi, mẹ còn không hiểu sao bây giờ nếu mà có ai mà đồn tin đồn đó thì anh chị có ngồi im mặt mày xanh lẹ vậy không, hay là đã hả hùng hổ kêu mẹ là đi xử lý cái người đó rồi? À, cái quân ngữ này nè, địch ở đâu xa, địch ở ngay trước mặt ta. Nãy giờ giỡn quá. Giỡn nãy giờ quay giỡn ơi. Nhưng mà dì Quỳnh thật sự luôn á, theo con biết được hai anh chị này á, nhiều khi lo cho dì quá. Rồi mới nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ cái gì phải tìm hiểu cho kỹ càng, tự nhiên nó ta bị bệnh sắp chết à. Trời, đổ mồ hôi, chửi đổ mồ hôi luôn á. Đầu thú ra biết thú tội thì tôi tha nghe chưa. Trời ơi, tôi không có bệnh cái gì hết đó. Dạ. Đúng là tôi bị liệt giường, nhưng mà là tôi bị đập đinh. Trời ơi. Rồi tôi đi không được, đạp đến mấy người nghĩ tôi đi được không, là tôi phải nằm ở trong phòng. Tôi nằm cả tuần lễ nay là mọi việc là con Hương nó lo hết đó. Rồi tôi nằm trong phòng bữa nay là tôi cảm thấy là cái chỗ đạp đinh của tôi nó hết đau rồi, nhưng mà đi thì nó bị thốn thốn, là tôi mới cà lết ra ngoài này. Tôi rồi lát tôi cà lết tôi vô trong phòng. Chết làm cái gì mà nói tôi sắp chết. Trời ơi, thì bây giờ qua thăm gì tự nhiên cái cuộc đời con chưa bao giờ nghe gì nhỏ nhẹ, cái gọi có thỏ thẻ cái rồi hít khí trời thèm. Cái rồi thèm cái này thèm cái kia, thì mấy cái đó là dấu hiệu của người sắp chết. Thôi đi, tầm bậy tầm bạ thèm là phải rồi, nhưng mà giờ vậy nè, nãy hứa gì nhớ không?
Đi về là bán bánh xèo đi dạ. Đau đầu chứ trời. Đau đầu cái gì? Hứa là cùng tôi đi du lịch nha. Đi bằng máy bay nha. Đi du lịch. Bây giờ là tính đi du lịch. Dạ. Mà đi bằng máy bay. Tìm cái tour du lịch nào để tổ chức đi coi. Rồi, Di Quỳnh để con. Cái này con lanh lẹ nhẹ nhàng lắm. Sao tính đi đâu? Rồi, để con coi nha. Nhớ coi ghẻ ghẻ nha. Chứ anh còn mấy đứa nhỏ nữa. Yên tâm đi, mấy đứa nhỏ không tốn nhiều tiền đâu. Có gì tôi cho mượn. Không, mượn cho nhỏ chứ, cho mượn. Thôi, trời, nhà bắt tôm vào cũng chết. À, thôi bây giờ mình đi Đà Lạt được không? Thôi đi Đà Lạt thì tự nhiên giờ đi Đà Lạt. Lên Đà Lạt là chưa kịp ngồi hưởng cái máy bay nữa là tới nơi rồi. Thôi. Đi Đà Lạt ha. Ừ. Đà Lạt cũng đang khuyến mãi nè. Đi Đà Nẵng coi cầu rồng. Trời ơi. Mắc cầu gì cái đống này không coi. Sớm cái đống này cầu dừa nè, cầu tre nè rồi. Tống coi, đi coi cầu rồng. Trời mắc cười. Không đi Đà Nẵng. Vũng Tàu đi, cho nó gần. Vũng Tàu đi bằng xe chứ đâu có đi bằng máy bay. À quên, à yêu cầu đi máy bay. Sapa. Máy bay xa luôn. Thôi Sapa là mình phải đi ra máy bay rồi phải đi xe nữa. Đúng phải đi rồi. Xe lên chỗ Sapa nghe được mà khúc khỉu lên già là xương cốt lắm. Trên đó nhiều khi sập núi sập lở rồi bắt lên nó chết trên đó nữa rồi. Thôi chị tiếc bây giờ chị ý kiến quá trời, chị muốn đâu chị nói luôn. Ủa mà sao nãy giờ mấy người bàn ra không vậy? Không, nói chung tụi con đi đâu cũng được. Đi đâu được, bây giờ chốt đi là bây giờ đi đâu? À theo con quan sát thôi, không ấy để mà tiền nhất mình đi Thái Lan đi. Quỳ lên. Thái Lan cũng đẹp á mẹ. Tập làm người Thái Lan hả? Chị quỳ chỉ lại gia đình. Tôi lại gia đình. Trời ơi. Trong nước còn không có tiền đi. Trời ơi, nghĩ sao đi tới nước ngoài. Thôi em đưa đây nè. Dò đi. Mình nói dò đâu ra gì không? Không, mọi người an tâm đi. Ôi, trời. Đi tour Thái Lan. Trời, siêu khuyến mãi. Dành gói dành trọn cho những cái nhóm mà đi từ 5 người trở lên. Có wow, giá vé 3 ngày 2 đêm chỉ bằng một nửa tour trong nước thôi. Ôi sao rẻ vậy? Khoan, cho con nói. Coi kỹ nha, coi chừng bị lừa nữa đó. Kinh nghiệm của con á. Rồi nè, anh Dũng an tâm đi. Em coi cái chương trình đó rồi, cái chương trình này là của công ty TMI Travel làm á. Rất là an toàn, bảo đảm mà giảm giá y như là thông báo của mình luôn. Với lại biết sao không, nó đang kích cầu du lịch trong nước và ngoài nước. Mình đi Thái Lan chuyến này á, giống như là nó phối hợp với là phát triển du lịch cả hai nước. Ê, được rồi nha, bây giờ đang nói á, thì mình phải tin chứ. Vậy thì bây giờ mình chốt kèo không? Chốt kèo! Hương à? Hương! Ủa, gì Hương? Dạ. Y Quỳnh. Hương đâu rồi? Dạ, Hương mới vừa chạy ra ngoài chợ tiệm thuốc Tây á. Nói là thiếu, tại nãy soạn đồ y tế nè. Thiếu như thuốc say sóng nè, thuốc cảm nè, thuốc nhức đầu nè. Cho nên Hương chạy ra mua cho dì, đừng có lỡ đi du lịch á. Dì có cái gì thì dì cần dì dùng. Rồi con ở đây làm gì? Dạ, con ở đây con xếp đồ với con giữ nhà giùm. Làm Hương kia con giữ nhà giùm á hả? Dạ. Trời đất ơi, thiệt rồi đi kêu làm tới vậy? Con không biết nữa, thì mới nói chạy ra chắc cũng gần về rồi đó dì. Thiệt tình bớt tích á. Ủa? Ủa điện thoại của Hương? Dạ đúng rồi. Điện thoại của Hương để quên. Dạ đúng. Ủa hèn gì? Trời đất ơi, gọi quá trời quá đất luôn mà nó không chịu bắt máy cái con này. Dạ. Cái lúc mà nó để quên điện thoại đó là con ở đâu? Dạ con ở đây luôn. Vậy thì con có nghe điện thoại reng không? Có luôn, con thấy dì điện 3 cuộc luôn. Đúng rồi, 3 cuộc. 3 cuộc luôn mà. 3 cuộc liên tiếp mà có tên gì hiện lên. Dạ có, con thấy con biết luôn mà. Tại sao con không nghe? Dạ. Tại gì? Tại cái điện thoại này của Hương, phải của con. Thì đúng là điện thoại của con Hương rồi. Nhưng mà là con Hương nó đi, nó để quên ở nhà. Rồi á là coi như là dì gọi 3 cuộc. Mà tức là có cái chuyện gì đó thì người ta mới gọi. Mà nhìn vô là thấy mẹ Quỳnh là bắt buộc con phải nghe chứ. Dạ không, con biết chắc chắn là có chuyện gấp dữ lắm mới gọi tới 3 cuộc như thì vậy đó. Nhưng mà con không nghe được. Tại sao con không nghe được? Tại vì theo luật pháp á, con không được xâm phạm vào cái đồ vật riêng tư của người khác. Nếu mà con xâm phạm vào đồ dùng cá nhân của người khác, con sẽ bị kiện thưa ra tòa luôn. Đâu có nói là con xâm phạm đâu. Thí dụ như là bây giờ con thấy ren, mà ren lần 1, lần 2, lần 3 thì con chỉ cần con đứng dậy thôi. Con đứng dậy con lấy tay con quẹt qua thôi là con đứng nói chuyện, là con đâu có xâm phạm đâu. Đấy, không được Di Quỳnh, cái chỗ mà con quẹt qua con nói chuyện Di Quỳnh là con đã xâm phạm vào cái đồ vật cá nhân của Hương rồi. Nhưng mà đâu có cái luật nào mà cấm nghe điện thoại giùm người khác đâu. Nhưng mà xâm phạm vào đó là luật bất thành văn, đụng một cái Hương kiện là con ở tù. Trời ơi. Dạ. Khi mà người ta gọi điện thoại mà gấp 3 lần vậy là người ta có vấn đề. Trời ơi, là phải trước tiên là phải lo cái chuyện là cứu người có cái chuyện gì hay là không. Không, nếu mà dì Quỳnh nói như vậy á thì bây giờ không mấy dì Quỳnh, bây giờ con viết một cái văn bản
giống như kiểu là sau này có điện thoại của Hương mà dì Quỳnh điện con được phép nghe, hoặc là con được phép sử dụng điện thoại của Hương trong bất kỳ mọi tình huống, cái dì Quỳnh ký vô con ký vô con đem ra công chứng là sau này dì Quỳnh điện mà có điện thoại là con bắt máy liền. Cái gì vậy ông Luật? Dạ tôi kêu ông là ông Luật á. Ủa ông nghĩ sao vậy? Ôi, ông nghĩ cái điện cái gì đâu mà vừa mới vô nhà là nghe luật pháp văn bản rần rần rồi. Con hay quá ha, con đi con đem điện thoại làm là mẹ mất tiền rồi đó. Ủa làm sao? Làm sao gì nữa? Nè con đi á, con để ông mẹ ở nhà phải không? Đó, ổng canh nhà, đúng không? Dạ đúng rồi. À, đó, ổng canh nhà, rồi sao nữa kể đi. Hương có nhờ tôi qua đây coi nhà, thì trong lúc tôi đang sắp xếp cái này á, thì nó... Thôi, mệt quá, đừng kể lễ, kiểu từ đầu đến cuối kiểu mệt lắm. Bây giờ mình tắt ngang này, nha. Là bây giờ là con đi mua thuốc mà con để quên cái điện thoại ở nhà, nha. Rồi ông này nè, ông này là thấy điện thoại reng, mà điện thoại có ai gọi là của mẹ gọi con ba cuộc. Ổng biết là mẹ gọi ba cuộc mà ổng không chịu nghe điện thoại. Ổng nói là xâm phạm luật vậy đó, ổng không chịu nghe. Trời ơi mẹ ơi, thì con nhờ Đăng coi nhà giùm, chứ có nhờ Đăng bắt máy điện thoại đâu. Đúng sao rồi. Mà Đăng dám được. Đúng rồi dì Quỳnh, con biết gì đâu. Hai đứa có biết là gì không bắt điện thoại, một con để quên điện thoại, một thằng không chịu bắt điện thoại mà tôi mất tiền một đống tiền không? Ủa sao vậy dì Quỳnh, tự nhiên mất tiền? Là như vậy nè. Chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Trời đất ơi con. Tính ra Hoàng Tuyết 8 chuyện mà tự nhiên sao bữa nay nó nghỉ bán rồi, thôi tôi qua mấy người nè. Thì đó nghỉ bán rồi đi mua đồ đó. Thôi, mua gì đó hả? Dạ. Trời đất ơi, em mà nó nôn cũng phải rồi ha. Bản thân Quỳnh đây mà Quỳnh cũng nôn nữa mà. Sắm hết rồi. Kỳ này cả sớm mình đi du lịch quá trời vui luôn. Chứ phải làm nữa? Sao cho thiệt là đẹp. Trời ơi anh ơi. Em nói là lấy 4 triệu thôi mà nó đưa luôn 5 triệu vậy á. Trời ơi, sọt quá rồi. Cái sọt. Anh là giỏi nhất. Ừ. Thoải mái tốn tiền gì luôn. Trời ơi chứ sao, anh biết không, em mà không lanh